Xin chào, hôm nay Xin sẽ dẫn các bạn đi tham quan trung tâm đào tạo Brandy, một địa chỉ rất được nhiều doanh nhân, các bạn kinh doanh online lựa chọn để tăng doanh số cũng như là phát triển kỹ năng truyền thông marketing online một cách có hệ thống, bài bản. Nào, chúng ta hãy cùng nhau đi tham quan Brandy. Đây là khu vực làm việc của anh chị em Brandy, những người mà sẽ đồng hành với các bạn trong suốt khóa học. Thì bên này là các bạn huấn luyện viên, những người sẽ giải đáp các vấn đề của các bạn, hỗ trợ online cũng như là xử lý vấn đề các bạn thắc mắc. Bên này là các đội thiết kế xử lý các bài giảng mà các bạn sẽ xem chất lượng. Bên này là đội lập trình, những người mà hỗ trợ cho các bạn làm các chức năng web, làm website, giúp cho các bạn thực hành và được bài tập trên web rất là tiện lợi, cũng như là xem qua livestream một cách mượt mà. Với chiếc lý đào tạo giúp cho học viên của mình làm marketing tốt hơn, và chúng tôi đặt mục tiêu trong quá trình học là giúp học viên có thể tăng doanh số và ra đơn hàng sau 8 đến 9 buổi học. Thì hơn 7 năm kinh nghiệm đào tạo marketing online chất lượng cao, Brandy đã cho ra mắt cộng đồng hơn gần 2.000 doanh nhân, những người đã được đào tạo marketing online một cách bài bản nhất. Trong suốt quá trình đó, chúng tôi đã đầu tư rất là nhiều về công nghệ, cũng như là ra mắt những cái app mobile trên Android và trên iPhone để giúp cho học viên có thể học qua điện thoại di động, cũng như là có một cái website có nhiều tính năng hỗ trợ cho học viên. Ví dụ như học viên sau khi thực hành xong có thể nộp cái kết quả thực hành ngay trên website, và sau khi nộp xong các bạn có thể xem kết quả cái phần thực hành của mình và nhận được cái feedback của giảng viên. Xin tin rằng việc các bạn đầu tư vào phát triển bản thân cũng như là theo đuổi cái ưu tú của mình sẽ giúp cho các bạn thành công nhanh hơn những người khác, những người mà người ta hơi hợp, người ta không nghiêm túc cho việc đầu tư cho bản thân. Và marketing online là một kỹ năng quan trọng trong cái thời đại sắp tới, nơi mà 65 triệu người đang dùng Facebook, hơn 60 triệu người đang dùng Google. Thì cái việc các bạn quyết định đầu tư cho marketing online đó là quyết định sáng suốt, giúp cho các bạn bắt kịp với xu hướng hiện nay. Hy vọng các bạn sẽ và Xin sẽ gặp nhau trong một cái thời gian sớm nhất, trong một cái sự kiện nào đó hoặc là một khóa học nào đó.